Và đây là chiếc đầu thu của Agnos MI02. Thì trước khi chúng ta kết nối nguồn điện cho nó thì chúng ta sẽ cần lắp đặt một số chi tiết, là hai anten của nó. Anten thì chúng ta sẽ có sẵn hai anten đây. Chúng ta sẽ lắp vào hai cái jack của hai anten, đơn giản thôi. Và tiếp theo đó là anten của Bluetooth, chúng ta cũng lắp vào cái phần này luôn. Nhưng mà các bạn lưu ý là cái jack của Bluetooth đó, nó khác với jack của hai cái anten bạc sóng này các bạn. Và lắp 6 ly. Jack 6 ly này á quyết định âm thanh của micro, thì chúng ta chỉ cần cắm vào này. 6 ly vào đầu kia chúng ta cắm vào. Thì đây mình sử dụng một cái anten bình thường các bạn, để chúng ta sẽ dễ dàng hiểu được, có thể tự mua được lắp ở nhà luôn. Và đây là dây nguồn, thì dây nguồn chúng ta chỉ cầm cắm vào cái lắp nguồn này thôi, có đề chữ là 12V DC. Các bạn lưu ý, đây là thiết bị Bluetooth, có nghĩa là chúng ta sẽ kết nối nguồn nhạc với nó bằng Bluetooth, nên việc kết nối với nguồn nhạc không chút khác biệt so với những chiếc micro thông thường. Thì đây là dây AV, thì dây AV sẽ có hai đầu như thế này, chúng ta sẽ cắm hai đầu này và hai jack này. Và việc còn lại thì chúng ta sẽ cắm hai đầu này vào amply, thì đây là cái bước quan trọng các bạn cần lưu ý. Và còn lại thì các bạn chỉ cần cắm vào trong amply thôi. Và việc cuối cùng là chúng ta chỉ cần cắm nguồn điện vào thôi để cung cấp điện. Rồi, thế là xong cái phần kết nối cái đầu thu các bạn. Giờ chúng ta sẽ quay ngược lại. Khi chúng ta khởi động lên, cái đèn báo Bluetooth này nó sẽ sáng lên và nó sẽ nhấp nháy. Khi nó đang nhấp nháy, có nghĩa là nó chưa kết nối với thiết bị Bluetooth nào hết. Và khi mà kết nối thì không có nhấp nháy nữa. Đây mình sẽ kết nối thử với các bạn luôn. Ở đây các bạn. Khi bạn vừa kết nối xong thì chiếc đèn nó không nhảy báo nữa. Và cái tên của thiết bị này là Agnos Mic. Mở nhạc lên và thưởng thức. Rất đơn giản thôi các bạn. Tại vì sao? Thiết bị này gọi là 2 trong 1. Khi chúng ta sử dụng thiết bị này, chúng ta chỉ cần bật Bluetooth lên. Và các bạn cũng đã biết rồi, Bluetooth là một trong những nguồn nhạc cơ sở nhất. Mình sẽ nhắc lại, chỉ dưới 2 triệu đồng, chúng ta đã sở hữu một chiếc micro chính hãng hàng Việt Nam chất lượng cao các bạn. Vừa nhỏ gọn vừa tiện lợi và giá cả là phù hợp. Thì lý do gì chúng ta không sở hữu nó?